Bữa nay dạ đẹp luôn nè. Dạ cảm ơn anh. Bữa nay đeo hai cái niềng xe đạp gì em? Xe đạp ơi, đã xa rồi còn đâu. Cái size của người ta mà. Nãy giờ anh giới thiệu em là một cô gái đẹp đẽ duyên dáng của làng hài này kia. Em ra em làm giống như là diva này kia đó dạ. Ha, mình xả được không? Mình bung nẹp được không dạ? Tại em thấy mà khi mà phến ra đó thì ở đây rần rần quá cho nên là nhan sắc em có hạn cho nên không dám nói gì thì nhiều. Mình phải có thủ đoạn chứ em. Mấy giờ mới gặp phến hai kia mình giao lưu cái đường cưng. Ngộ ghê luôn á. Cái chương trình này nè, mỗi lần mà khách mời giao lưu qua ôm nhau là che tôi hả? Mà sao cái gặp người ta đẹp đẹp là ôm liền kỳ vậy? Em giao lưu mà anh. Giao lưu mà ôm chặt gì vậy? Đây là lần đầu tiên xuất hiện trong chương trình cùng Mai Tài Phến. Thì cũng là lần đầu tiên tham gia chương trình thì anh Nghĩa và em cũng là lần đầu tiên đứng trong sân khấu này. Dạ. Sao không ôm anh Nghĩa? Dạ, em dạ em chào anh. Thôi bây giờ muộn rồi em ơi, anh không muốn chào em nữa. Trời ơi. Trời ơi, em phủ phàng với anh quá. Thôi, thôi cho em về chỗ em ngồi đi anh. Em muốn ngồi đâu? Em nghĩ là em ngồi kế anh Thành em sẽ đẹp hơn. Bến qua đây em. Đó, thấy chưa? Nãy em tính về đội cho anh Trấn Thành. Xong rồi anh Trấn Thành nói với em đó. Xong em tính qua đội anh Trần Giang. Mà anh Trấn Thành mới khen em lại. Em quyết định là em về đội anh Trấn Thành. Dạ em cũng vậy. Thấy em đợi anh Giang khen em mà thấy. Em cũng quyết định em về đội anh Thành. Bởi vì em nghĩ là khi mà em ngồi kế anh Thành em sẽ ốm hơn. Chưa từng thấy con em nào mà nó có gặp tôi nữa nó xỉa xấu thân thể tôi. Em muốn về đậu người ta mà nói là chú nhà mập thế này thế nào. Ủa trời ơi. Thì người ta mập thiệt mà. Chứ có phải giả nói quan cho em đâu. Trời ơi, anh cũng thêm một nhát dao nữa. Không phải, bởi vì anh tôn trọng sự thật. Ừ, để anh coi em ngồi kế Trường Giang em có đẹp hơn được miếng nào không nha. Em nghĩ coi Trường Giang có muốn mời em về không? Về đây em, về đây với anh. Dạ, vậy em xin phép. Dạ. Em nghĩ là em về đội anh Giang em sẽ thấy cao hơn. Dạ, đại diện phát ngôn, nói chuyện với bộ nước giùm anh. Dạ, em ơi, ngày xưa anh Ưng Hoàng Phúc có cái bài hát là Tha như thế, thà đừng vô thế đó em. Nhận xét thế nào về anh chàng này, Phương Trà? Em cảm giác là bạn này hát được. Cảm giác như bạn là một nghệ sĩ underground, màu lắm. Cái từ có vừa rồi bạn ấy hát ấy, em nghe từ có đấy em thích phết. Đấy, thấy không? Thấy chưa, tôi thông lắm. Yeah, yeah. Bỏ qua em, bỏ 1-0 từ từ 1-0 gỡ lại mình đàn ông mình gỡ lại vậy là dạ như thiệt hả? Thiệt, em thấy em hoang mang quá à. Thiệt không biết lát hồi ôm tiền hay ôm đầu máu gì. Em đâu có ăn nhậu gì trong cái cuộc tình này đâu, tự nhiên lâu em vô đây như vậy. Dạ em giống như là thư ký trường quay vậy đó. Dạ. Nè mời thư ký trường quay Lâm Vi Dạ. Em thì em giờ em không biết em nói giống ai bây giờ thì bị em không biết em phe nào chứ. Em chỉ giống anh Đức thôi dạ. Dạ theo những cái gì mà nãy em đã xem đó thì em cũng không có biết rõ là bạn này hát hay hay không hay cho nên bây giờ cho em nghe bạn hát luôn được không? Bởi vậy em cứ làm diễn viên giống Mai Thành Phến thôi nha. Đúng rồi đó thiệt á. Hôm nay ta thừa lệnh sư phụ đi xuống núi để bắt yêu quái, hàng yêu phục ma để trừ hiểm họa cho muôn dân. Ở trên núi với sư phụ bao nhiêu lâu nay, sư phụ đã chỉ ta một tuyệt chiêu cân đấu dân thiệt là xàm xí đu. Kỳ cục không đụng hàng với ai cả. Thôi tới rồi. Ôi quan cảnh hôm nay thiệt là vui nhộn quá. Game show gì ấy nhỉ? Để coi. À, đấu trường Tiếu Lâm mà. Ôi Lâm vui quá. Đấu trường Tiếu Lâm, thấy sao mà tiêu. Chương trình giải trí hai người.
Đầu tư quá, chửi đầu tư. Đầu tư quá. Bây giờ mình rớt đi. Bây giờ mình dễ bị rớt quá. Mất tâm lý. Hôm nay ta từ lệnh sư phụ xuống đây để bắt yêu quái. Đúng rồi, nhớ thùng rồi. Để bắt yêu quái. Rồi bây giờ làm cái gì nào? À đúng rồi, trước khi đi sư phụ ta có dặn ta một lời dặn là, cái lời dặn đó nó rất là quan trọng mà sao ta nhớ hoài không được vậy ta? Cái dặn cái gì nè? Lời dặn như sau: đừng mê trai con nghe. Ôi sư phụ này kỳ quá rồi. Ôi người nhà không mà làm mất mặt nhau quá vậy trời. Thôi kệ, nhưng không sao, lời sư phụ dặn ta luôn giữ trong lòng. Trước khi đi, sư phụ có đưa cho ta một bảo bối, đó là cái kiến chiếu yêu để hàng yêu phục ma. Hồi nãy giờ tào lao quá không biết giấu cái kiến ở đâu rồi. Cái kiến coi. À nhớ rồi, nó nằm ở đây rồi. Ây da. Ôi da. Ôi trời. Ôi da. Ây da. Trời ơi, người ta đưa cái kiến chế quêu, người ta đưa cái kiến bay lớn như vậy đi. Chơi cái kiến chào bá cho mệt vậy trời. Thiệt sư phụ ta hề đậu cụ dễ sợ. Nhưng mà sư phụ đưa cái kiến chiếu yêu này, có biết nó là hàng thiệt hay không? Lỡ như nó là hàng phay, rồi ta gặp yêu quái ta biết phải làm như thế nào? Phải thử mới được. Anh lại hiện lên hình ha si quân. Biết rồi. Bởi vì ha si quân là hình, còn Trấn Thành là bóng. Hai đó nó đặt như hình với bóng mà. Rớt chắc. Nhưng mà nói vậy thôi cũng chưa chắc nữa, phải thử lần nữa cho chắc ăn nè. Lần này là bảo căng nè. Mất việc như chơi nè. Rớt mà mất luôn công việc hàng ngày. Ôi càng quái lạ. Tại sao tao chiếu trường gian lại hiện lên hình à? Mày bỏ dám đi. Nói không? Thôi bỏ đi lát bị chửi đó. Nói chung là sau cái màn thử kiến là biết đồ thiệt rồi. Bây giờ đã tới hang động của yêu quái. Yêu quái nơi nào, mau xuất hiện ra cho ta. Chuyện gì? Vậy cái thực đơn hàng ngày của mày ăn là cái mà tao bỏ đi đúng không? Nói nghe. Không ấy giờ nè, ấy mình lịch sự, mình xuống cuối gió, mình đứng chút xíu đi. Cái gì vậy? Không biết tại sao từ lúc mày giới thiệu mày là cá tra, tao cảm giác cái miệng mày thúi quá. Mất gì xinh quá hiểu không? Cá tra đúng không? Đúng. Cá tra thì ta càng phải thu phục ngươi nữa, để ngươi gây ô nhiễm môi trường. Đây, kiến chiếu yêu, ta sẽ thu phục ngươi. Mày đâu rồi? Mày mới ra chứ nãy giờ tao ra lâu lắm rồi hiểu không? Mày biết mỗi lần mà set up cái kiến này là nó lâu lắm không? Bây giờ mày chịu khó làm ơn mày cho tao một phút thôi nha. Ừ. Rồi tao thu phục mày xong rồi mình đi về nha. Ừ. Rồi đừng có đi nữa nghe chưa? Được rồi, núi sắp bị thu. Nghĩ dẹp nó cái kiến rồi. Tao mệt quá rồi, hề đậu cụ mệt quá rồi. Bây giờ tao sẽ bắt mày bằng tay không. Mày phải chết.
được. Yeah, 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 yeah. À, à. Lột cái mặt nạ ra mày. Lột ra. Nàng ư. Chết tôi rồi. Trời ơi trai. Trời ơi sao nó đẹp mờ ngờ vậy trời ơi trời. Trời ơi trai. Không 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 không. Ta không được mê trai, không được mê trai. Nếu như ta mê trai ta sẽ phản lại lời sư phụ. Không được, phải bắt nó thôi. Yeah. Nàng ơi. Mày, mày, chúng mày. Trời ơi. Làm sao để tỉnh lại đây. Nó đẹp trai quá mà. Nó đẹp quá. Không những nó đẹp mà nó còn thơm nữa. Trời ơi. Trời ơi, mùi trai nó nồng nặc quá. Sống trên núi với sư phụ bao nhiêu lâu nay, ta chỉ ước mơ được hửi mùi trai dù chỉ một lần thôi. Bây giờ có hửi sư phụ biết sư phụ giận ta rồi sao. Nhưng mà đây là cơ hội của ta mà. Không hửi rồi chắc sau này có được hửi hay không. Bây giờ ta phải làm sao đây. Có cách rồi. Không hửi. Hửi. Không hửi. Hửi. Không hửi. Trời ơi quan nghiệt quá. Cơ hội nằm đây mà không được hửi là sao. Không được. Không thể nào để dục mất cơ hội này được. Được rồi. Hửi được rồi. Hửi. Không hửi. Hửi. Không hửi. Khốn nạn thật. Không được. Ta phải hửi. Ta phải hửi. Trời luôn. Được rồi, lần này là chắc chắn hửi được luôn nè. Vô nè. Không hửi. Hửi. Không hửi. Đau một lần rồi thôi. Phải hửi. Chơi luôn. Được rồi. Hửi thôi. Ta phải hửi thôi. Cha. Trời ơi, sao ta thấy tiếc bàn tay của ta quá. Sư phụ ơi, con có lỗi quá sư phụ, cứu con sư phụ ơi. Muộn rồi con ơi. Đâu có được sư phụ, đâu có nào mà để cái tay cùi với bắt yêu quái được sư phụ. Mày diễn sâu quá, bung cái ngón tay ra. Trời ơi, không có chân mặt làm gì đâu, làm quá à. Nàng ơi. Chàng ơi. Nàng ơi. Ôi chàng ơi. Ôi nàng ơi. Người đâu gặp gỡ làm chi. Trăm năm biết có duyên gì hay không. Ôi. Gì vậy? Nàng ơi. Hả? Gương mặt của nàng thật thanh tốt. Ồ. Quỷ hả? Ôi. Môi hai mí mắt dọc dừa. Chán trẻ đôi càm cục lốn. Ôi thật kinh khủng. À, ôi thật xinh đẹp. Ô tả hồi thấy giống Đức Thịnh ngay trời. Trời ơi bỏ nó nói mà. Nó hết cũng thi rồi. Sư phụ nói đúng. Mấy thằng đẹp trai chứ nó vô duyên lắm. Sống xấu như trường gian còn có duyên anh à. Nó cần công việc. Tài lưỡi nhưng mà vẫn không muốn mất việc. Ôi nàng ơi. Mới gặp nàng mà ta cứ ngỡ rằng yêu nàng muôn ngàn kiếp trước. Xạo kia. Sao nào. Nói thật mà. Thôi đi. Ngươi
ngươi đừng có dùng mỹ nam kế mà ngươi định dụ dỗ ta hả? Đừng có hòng, nói cho ngươi biết nghe chưa? Ta là phải thu phục ngươi, cho nên như có nói gì chăng nữa ta cũng phải thu phục ngươi thôi. Ngươi phải chết. Khoan đã, yeah. Ma ơi. Umbrella. Vô kịch, ê ê. Sư phụ. Ghê tử. Sư phụ. Ê, anh nói nè cưng. Chị biết năm nay năm con khỉ thiệt, phải không? Nhưng mà cưng cũng đâu cần phải lăn xê con khỉ quá vậy. Bộ con khỉ ông nội mày hả? Thầy cho tương phùng đi, đúng không? Tương phùng tình cảm đó. Ô đệ tử sư phụ. Rồi sao mày? Lẽ nhà cũng đặt banh chàng hoái đó chứ. Rồi sao mày? Bây giờ sao mày có chơi bài thầy trò không? Tao ăn thầy trò mà mày chơi bài tình yêu vậy? Lại thứ gì? Lại đi thầy. Sư phụ đệ tử. Thầy mà thầy trò tao không vô tâm lý được luôn á. Mày nghĩ đúng không mày ơi? Để thầy trò tự đôn tâm lý nè. Sư phụ. Đệ tử sư... Có chuyện gì mau nói cho sư phụ nghe. Sư phụ ơi, con không hiểu tại sao cái lần mà đi bắt yêu quái này đó, con không thể nào con bắt được con yêu quái. Bởi vì con cảm giác là con với nó có một cái lương duyên gì đó từ kiếp trước á sư phụ. Lương duyên à? Dạ, thậm chí cầm cái dù này con cũng thấy nó quen thuộc lắm. Bởi vì cái dù này giữa ngươi và hắn có kỷ niệm, và giữa ngươi và hắn kiếp trước đã có mối lương duyên. Là sao sư phụ? Là như thế này. Thạch. Mời nàng xin hãy ăn kem. Ăn kem chuối hay là kem khoai môn? Kem thì em không thích. Hả? Em đây chỉ thích cái cây dù. Hả? Khó xử quá vậy. Dù hay kem hay dù hay kem hay dù. Rằng thì ta thích ăn kem, dù ta không thích, bởi dù có ăn được đâu. Nhưng mà em đây không thích kem, em đây chỉ thích cái cây dù. Dù gửi kem, kem dù cũng phải trả tiền thôi. Buông xuống đi quỷ hờ. Ôi phu nhân ơi. Dạ. Ta nguyện sẽ yêu nàng trọn đời trọn kiếp. Nếu như có dông lời thề thì trời chu đất diệt. Trời ơi, phu quân, ông trời ơi, phu quân tôi đã làm gì nên tội mà ông giết anh vậy? Tại sao bây giờ tôi biết sống với ai đây? Sao ông ác quá vậy? Ông có giỏi ông giết tôi luôn đi. Đi bộ ra trở lại thực tại. qua đây mới đúng rồi. Dạ thưa sư phụ. Sao? Con có một câu hỏi muốn hỏi sư phụ. Hỏi đi. Con không hiểu tại sao tiền căn kiếp trước con và chồng con có thể chết một cách lãng xẹt như vậy. Bởi vì chồng con tiền căn kiếp trước cũng là tên yêu quái.
Chuyện lộ đi ngang qua, thấy anh yêu quái cho nên phải từ khử. Ủa vậy con đâu phải yêu quái, làm gì cũng đánh con chết luôn là sao? Tại mày chửi ổng á. Ghét hết mày luôn, hiểu không? Đó, người thấy chưa? Dạ. Người và yêu không thể đến với nhau được. Mau ra tay, giết hắn. Đúng rồi, người và yêu không thể nào đến với nhau được. Ta sẽ phải giết ngươi. Nàng ơi, khoan đã. Nàng nghĩ kỹ lại đi. Kiếp trước ta yêu nàng, kiếp này ta vẫn yêu nàng, ta thủy chung yêu nàng, thì nàng đừng giết ta nàng ơi. Đừng nói nhiều nữa, ta cũng phải giết ngươi. Nàng ơi, im đi. Đừng nói thêm gì, bao lời nói vô tri. Ta nói đây lần sau cuối, ngươi hãy mau quỳ hàng. Từng ngày xưa ta đã quên đi rồi, ôi đớn đau bao sầu nuốt vào trong tim. Nếu em đã quyết tâm thay đổi, chắc chia tình ta, hãy xuống tay anh đã chờ để em hóa lòng. Tình anh không hề phai, câu thí chúng đã dàn bên nhau. Đớn đau ta tự ly. Thôi đi! Nàng ơi! Nàng ơi! Thôi thôi ông đừng chối cãi quanh co cho tôi đây thêm thấy được con người giả tạo. Vì ngày xưa tôi lỡ yêu ông, tôi quá yêu ông, tôi mê quá quá quá. Sai quá cho nên giờ đây tôi đã quá lầm rồi. Con thầy thấy khúc này con phải hát chân thật hơn con. Chứ con đừng cà rỡn nữa nha, làm lại. Xàm quá à thầy. Thôi hãy im đi, đừng nói thêm chi những lời gian dối. Khi tình yêu của hai ta đã chia cách đôi đàn. Lại thêm chi cho đau xót bẻ bàng, vì tôi yêu anh muôn đời không thay đổi, có chăng là do định mệnh mà thôi. Nhớ ngày nào mình vẫn bước chung đôi, sao hôm nay em lại vô tình quá rồi. Trời ơi biết làm sao cho lòng ta không rối, tại cái kiến này mà ra thôi đập nó cho rồi. Ôi! Cha cha! Cha cha! Ngươi có biết tu bao nhiêu đạo hạnh mới làm nên cái kiến này hay không? Hôm nay dám làm như vậy thì hôm nay chính ta sẽ thay thế ngươi giết tên yêu quái. Hãy đỡ! Cha! Hào kiệt nghe lời ta định thủ bớ lê hoàng mèo. Dẫu không thương cũng đừng nên hạ thù, giết kẻ thù chứ giết con của bạn đành sao. Sẽ đánh ông nội. Hả? Nè, sao tôi thấy cái cảnh này nó quen quen? Tí sụ dần mèo thình tị, ngọ mùi cá tra cá ba sa. Ủa thầy không hỏi đây là ai vậy thầy? Ai đây? Cá tra mẹ. Thầy chưa? Mẹ của cá tra con. Vậy là đúng rồi. Không lẽ tiền thân ta với nàng có mối lương duyên kiếp trước? Không được thầy ơi, nếu như thầy làm như vậy thầy sẽ phạm vào giới nghiêm, thầy sẽ không còn là con người nữa. Thầy tao sẽ tát vô mặt thầy vậy nè. Yêu là sao? Yêu là không có rào cản, yêu là bất chấp. Đúng rồi thầy ơi, vậy bây giờ thôi thì mình cứ bất chấp quá yêu nhau đi. Bây giờ tụi mình đừng làm người nữa, mình lấy yêu quái, mình làm yêu quái luôn đi. Chạy luôn! Chạy luôn! Mình trở thành một